nhất, lễ hội Pon, đảo Java thuộc Indonesia, tâm sự cùng người lạ. Ngọn núi thiêng Gunung Kemukus tọa lạc trên đảo Java, Indonesia, được mệnh danh là Sex Mountain, ngọn núi tình dục. Theo tục lệ hàng năm, những người khi hành hương đến đây sẽ tự mình ghép đôi với một người lạ và thực hiện việc ân ái liên tục 7 lần trong khoảng thời gian trên dưới 35 ngày. Đối tác không được phép là vợ hay người yêu của các ông, phải đảm bảo là người lạ ơi chính hiệu. Thứ hai, Ai Cập cổ đại. Pharaoh quay tay trước những ánh mắt sùng kính. Trái với sự ghê tởm ngày nay, khi ai đó bắt gặp các ông đang tự nâng niu chính mình, người Ai Cập cổ đại lại vô cùng háo hức trước cảnh vị vua của mình thủ dâm dưới dòng sông Nin xanh mát, với ước mong đem đến sự màu mỡ và trù phú cho hai bên bờ. Nguồn gốc của tập tục tình dục kỳ lạ này là truyền thuyết về một vị thần mang tên Atum đã tạo nên thế giới bằng cách đưa tinh binh của mình đi đến khắp nơi. Nếu điều này thật sự xảy ra, thì ngành xây dựng cũng mất đi đất sống từ lâu rồi. Thứ ba, bộ tộc Hudabi, sa mạc Sahel, châu Phi, cuộc thi chọn giống siêu căng thẳng. Tại đây, những người đàn ông lực lưỡng trong bộ lạc sẽ thực hiện điệu nhảy có tên địa phương là Zaki, hay còn được biết đến với tên gọi là điệu nhảy sao phối. Tất nhiên, ngoài những điệu nhảy truyền thống, thí sinh cũng được phép sáng tạo trong khuôn khổ thêm một vài động tác để khoe được thân hình vạm vỡ của mình. Sẽ có tổng cộng 3 người chiến thắng, ứng với 3 giám khảo, và người chiến thắng sẽ được phép lựa chọn phụ nữ bất kỳ trong bộ lạc làm vợ. Thứ tư, đảo Inisbik, Israel, quan hệ cũng phải mặc đồ lót. Trái với những phong tục ân ái có phần hoang dại phía trên, một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Israel lại có những quan hệ hết sức cực đoan. Việc giáo dục giới tính trên hòn đảo này được xem là cấm kỵ những cuộc thảo luận về tình dục, hay nặng hơn nữa là thủ dâm đều bị trừng phạt. Đặc biệt hơn nữa là những cô gái trên hòn đảo này gần như mù tịt về những vấn đề liên quan đến tình dục. Việc khỏa thân hoàn toàn bị cấm tuyệt đối. Do đó mới xảy ra trường hợp chúng tôi đề cập ở trên, đó là trong lúc quan hệ thì những cặp đôi ở đây vẫn phải diện đồ lót. Thứ năm, Colombia, mẹ rình rập công khai mỗi đêm là có thật. Trong phong tục truyền thống của người Colombia thì đêm động phòng phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ cô dâu. Theo quan niệm của người Colombia thì sự giám sát của người mẹ là rất hữu ích khi vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm trong tình ái. Người mẹ sẽ ngồi quan sát hai vợ chồng trong đêm tân hôn và bà sẽ lập tức đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho đôi uyên ương nếu như cách họ hành động còn vụ về. Có như vậy, mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ được gắn bó chặt chẽ hơn bởi sự đồng điệu trong quan hệ tình dục. Điều này theo người Colombia sẽ giúp mối quan hệ vợ chồng được bền chặt và duy trì lâu hơn. Thứ sáu, truyền thống tình dục kỳ lạ của người Zambia. Ở Papua New Guinea, trẻ em phải rời khỏi mẹ của mình khi 7 tuổi. Từ đó trở đi, những đứa trẻ phải sống với những người đàn ông trưởng thành trong cộng đồng của chúng. Mục tiêu là để bọn trẻ trở thành những người đàn ông. Nó là một truyền thống tình dục tìm cách tránh ô nhiễm. Phong tục này cũng dựa trên quan niệm rằng phụ nữ là những sinh vật không trong sạch. Đoạn đường dành cho trẻ em đến tuổi trưởng thành bao gồm một số nghi thức như cắt và đâm vào da. Mục tiêu là để loại bỏ bất kỳ dấu vết ô nhiễm vẫn còn tiếp xúc với phụ nữ. Thứ bảy, thổ dân Madujara. Cộng đồng người Úc này có một nghi thức khởi đầu kỳ lạ dành cho nam giới. Điều đầu tiên họ làm là cắt bao quy đầu cho những người đàn ông bằng các phương pháp nguyên thủy. Cắt bao quy đầu này được cho là rất đau đớn. Các chàng trai trẻ thậm chí phải ăn bao quy đầu của chính họ. Khi vết thương đã lành, họ cắt dương vật theo chiều dọc ở phía dưới. Máu chảy ra từ vết thương này được ném vào lửa. Người dân ở đây tin rằng người đàn ông mới được thanh tẩy theo nghi thức này. Đây là một trong nhiều truyền thống tình dục liên quan đến thanh lọc bằng nỗi đau. Thứ 8. Nghi thức Sodomil. Ở Haiti, người dân ở đây vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào Vodou, một trong những nghi thức truyền thống nhất diễn ra tại thác nước Sodomil. Đây là những lễ kỷ niệm công khai trong tầm nhìn đầy đủ của tất cả mọi người. Hầu hết mọi người đều khỏa thân trong lễ hội này. Và lễ hội này, phụ nữ buộc phải theo chồng đến thác nước và các cặp vợ chồng quan hệ tình dục trước mặt người khác và cực khoái cũng diễn ra. Thứ 9. Đàn ông nhà chồng thoải mái làm bạn tình với cô dâu. Tại Guinea, một quốc gia thuộc Nam Mỹ, các cô dâu mới về nhà chồng buộc phải đối mặt với một tập tục vô cùng kỳ quái. Đó là, ngoài chú rể ra, tất cả những người đàn ông trong gia đình của anh ta đều có quyền làm tình với cô dâu. Điều đó có nghĩa, chỉ cần sau đêm động phòng, thì cô dâu đã trở thành quà chung của tất cả các đàn ông trong gia đình của người chồng mình. Chuyện này chỉ kết thúc cho tới khi cô dâu mới này sinh đứa con đầu tiên.
Sau khi sinh đứa con đầu tiên thì người vợ sẽ không phải quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào trong gia đình nữa ngoài chồng của mình. Bởi theo quan niệm của người Guinea thì việc có con đã khẳng định người vợ này thuộc sở hữu riêng của người chồng. Thứ 10, anh em lấy chung một vợ. Để tiết kiệm miếng ăn cũng như sống chung với tình trạng khan hiếm đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, người dân Nepal có một tập tục từ lâu đời, đó là anh em ruột chia sẻ cùng nhau một người vợ. Theo quan niệm, phong tục này cũng giúp một người đàn ông không bị vợ bỏ mặc. Tất cả các nền văn hóa đã đưa ra một giá trị cụ thể cho tình dục. Không ai trong số họ xem nó như một hành động sinh học thuần túy, mà như một thực tế của cuộc sống, thậm chí có một cái gì đó mang tính biểu tượng. 11. Lấy vợ còn trinh là điều sỉ nhục. Trong bộ lạc Uganda có một phong tục kỳ lạ. Nếu thủ lĩnh bộ lạc nào cưới một cô gái trinh làm vợ thì đều bị mọi người chê cười. Màng trinh của phụ nữ còn nguyên vẹn hay không chẳng quan trọng trong mắt bộ lạc này. Điều thú vị hơn đó là bộ lạc này còn chọn ra những người thử cô dâu. Nghĩa là họ chuyên làm chuyện ấy với cô dâu trước khi cô gái về nhà chồng. Mọi người ở đây cho rằng cô dâu như thế thì mới là thuần khiết. 12. Phải trao thân cho 20 người đàn ông mới được phép cưới chồng. Theo phong tục cổ ở Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Trong điều kiện dân cư thưa thớt ở vùng này, thật khó có thể thực hiện được việc đó. Cô gái phải đi ra những đường mòn trên núi. Họ sẽ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp những người qua đường, cố hết sức làm người lạ thỏa mãn. Sau đó xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các vị già làng nghiêm khắc rằng chuyện ấy đã diễn ra không dưới 20 lần xét theo số vật kỷ niệm. Tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi tình yêu đủ lớn, các cặp đôi sẽ quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, cách mà các đôi uyên ương kết hôn, chung sống rồi thậm chí là ly dị nhau lại vô cùng đa dạng và khác biệt ở mỗi vùng miền. Các bạn đã biết đến những tập tục kết hôn và ly hôn của các quốc gia trên thế giới hay chưa? Hãy cùng lịch sử thế giới dạo một vòng quanh thế giới để tìm hiểu nhé! Lễ cưới ở tiểu bang Montana không cần cô dâu và chú rể. Trong khi các tiểu bang lớn của Mỹ cho phép một bên cô dâu hoặc chú rể không xuất hiện trong đám cưới, thì bang Montana chấp nhận sự vắng mặt của cả hai. Họ có thể ủy quyền cho ai khác thay mình hiện diện trong lễ cưới. Một người lính đang đóng tại Kuwait có thể làm lễ kết hôn với một người đang sống ở Kentucky, miễn là một trong hai là người dân của Montana. Đàn ông trên bán đảo Cape Cod phải săn chim để lấy vợ. Vào năm 1771, ở thị trấn nhỏ Truro trên bán đảo Cape Cod, Mỹ, nhiều loài chim phá hoại mùa màng đã trở thành kẻ thù số một của người dân. Từ đó dân làng đưa ra một thông lệ. Mỗi người đàn ông trong làng phải giết được 6 con chim hét đen hoặc 3 con quạ thì mới được lấy vợ. Vương quốc Anh không cho phép tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Luật pháp Anh yêu cầu hôn lễ phải diễn ra trong một nơi cố định có mái nhà, chẳng hạn như nhà thờ hoặc tại nhà riêng. Điều này có nghĩa là không một đám cưới nào được tổ chức ngoài vườn hay ngoài trời cả. Tuy nhiên, các nhóm tôn giáo khác ngoài giáo hội Anh quốc không phải tuân thủ quy định trên và có nhiều ý kiến đề xuất nên xóa bỏ hoàn toàn điều luật này. Cho phép kết hôn với người đã chết. Nước Pháp đã thông qua luật này trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, cho phép phụ nữ kết hôn với những người lính đã tử trận. Việc kết hôn hợp pháp giúp người vợ nhận được những khoản trợ cấp tử trận của chồng mình. Quy định này có hiệu lực từ năm 1950 sau khi một người phụ nữ yêu cầu được kết hôn với người yêu đã tử trận. Tuy nhiên ngày nay, việc kết hôn với người đã mất chỉ hợp pháp khi được sự đồng ý của Tổng thống Pháp và người đề nghị phải chứng minh được mong muốn kết hôn của người đã mất. Quận Wichita, tiểu bang Kansas là thiên đường của những bà mẹ chồng. Các nàng dâu ở Wichita, bang Kansas, Mỹ bắt buộc phải hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ chồng. Nếu là mẹ chồng phật lòng, người con dâu có thể buộc phải ly dị. Muốn đeo răng giả ở bang Vermont phải xin phép chồng. Một điều luật bí mật ở tiểu bang Vermont, Mỹ quy định nếu phụ nữ muốn đeo răng giả, họ phải có giấy đồng ý của người chồng. Không hiểu yêu cầu này bắt nguồn từ đâu, có lẽ vì chồng là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chuyện răng miệng của người vợ chăng. Vợ chồng đã cưới, không được ngủ khỏa thân ở nhà nghỉ tại thành phố Salem, bang Massachusetts. Một thành phố nổi tiếng với nhiều phù thủy bị thiêu sống trong lịch sử, tất nhiên vẫn còn sót lại những luật lệ kỳ lạ khác. Tại đây, các cặp đôi bất kể đã kết hôn hay chưa đều không được ngủ trần với nhau trong nhà nghỉ và phòng trọ. Nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng không biết chính quyền nơi đây điều tra và thực thi quy định này bằng cách nào. Nam nữ không được hôn nhau nơi công cộng ngày Chủ nhật ở Hartford, bang Connecticut. Những người yêu nhau ở thủ phủ Hartford, bang Connecticut, Mỹ không được phép thể hiện tình cảm ở nơi đông người vào ngày Chủ nhật.
Các cặp đôi sống hoặc du lịch tại đây cần biết quy định này để không làm người xung quanh khó chịu và tránh vi phạm pháp luật. 6 tiểu bang ở Mỹ cho phép anh em họ lấy nhau. Ở 6 tiểu bang Arizona, Illinois, Indiana, Maine, Utah và Wisconsin, anh em họ được phép kết hôn với nhau, nhưng điều kiện là họ đã trên 65 tuổi hoặc trên 50 nếu ở bang Illinois, nghĩa là đã qua độ tuổi sinh con đẻ cái. Ở Kentucky, phụ nữ không được kết hôn với một người 4 lần. Phụ nữ ở bang Kentucky, Mỹ phải tập cho mình tính quyết đoán vì không được phép kết hôn cùng một người 4 lần. Tuy nhiên, họ vẫn có thể cưới 4 lần với 4 người khác nhau. Bang Arkansas không giới hạn tuổi kết hôn. Trong một khoảng thời gian của năm 2007, năm 2008, bang Arkansas, Mỹ không quy định độ tuổi tối thiểu để kết hôn theo pháp luật. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể kết hôn, miễn là cha mẹ của chúng đồng ý. Ban đầu, ý định của những nhà làm luật là quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 tuổi. Riêng những trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên thì được công nhận là vợ chồng mà không cần phải phá thai. Tuy nhiên, một sai sót nào đó...